không phải ngẫu nhiên người ta nói Ronaldinho là một ác thuật gia đại tài. Đó là vì Cristiano Ronaldo chưa bao giờ vô địch World Cup, hay kể cả đó là Ronaldo de Lima vẫn chưa bao giờ có chiếc cúp UEFA Champions League trong sự nghiệp, hay thánh Zlatan Ibrahimovic vẫn chưa có cho mình một quả bóng vàng nào cả, hay Ricardo Kaká chưa bao giờ vô địch Copa Libertadores. Nhưng với Ronaldinho, những danh hiệu mà tôi nêu trên, anh đều vô địch tất cả.